A à, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo. Tập 87 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A à Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ để lại những comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, để lại những dự đoán của bạn qua những tình tiết chuyện trong tập này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào

sau khi hai người giang diệp rời đi, la phượng thiên tôn mấy người này thật lâu cũng không thể giữ lại được bình tĩnh, không nghĩ tới lại chính là hai vị giang diệp đạo hữu chứ. tiến hai người xong, khai vân thiên tôn có chút cảm khái, diệp Đình vân vậy mà ở trong một thời gian ngắn như vậy đã trở thành lục cấp đan sư, tu vi cũng tiến thêm một bước thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệu nghĩa tiên tôn hít sâu một hợp, hơi nói lúc trước tuy hắn có chút hoài nghi nhưng trong lòng chỉ sợ là bị nhầm sau khi hắn lên tiên tôn đã dừng lại ở sơ kỳ những ba nghìn năm thậm chí không thể tưởng tượng nổi có người lại có thể tu luyện với tốc độ nhanh như vậy vô luận là đan thuật hay là tu vi muốn tăng cấp đều phải tốn rất nhiều tâm lực diệp đình vân cư nhiên vừa tiến tu vi đồng thời cũng không chậm chế đan thuật như vậy thật sự là quá lợi hại lúc trước đã có lời đồn diệp đình vân đan thuật xuất chúng bất quá diệm nghĩa tiên tôn cũng không biết như thế nào diệp đình vân ở thảo đan môn kia mấy năm thanh danh cũng không có quá văng rồi thời điểm thảo đan môn rút lui hai người giang diệp còn bị coi thành đã chết hiện giờ xem ra không phải là thảo đan môn có mắt không chồng chính là diệp đình vân lúc đó giấu tài hoặc là hai người cũng đã có đủ la phượng cười nói có lẽ là công dụng của chân linh chi thủy nàng đã toàn bộ nghĩ rằng hai người kia chỉ là dựa vào ngoại lực bất quá nàng cũng dốc hết toàn bộ tài sản mới chỉ đổi được trăm tích chân linh chi thủy giang tiếp bạch lấy được cả một hồ chân linh chi thủy một hồ chân linh chi thủy này nếu như bán ra thì con số tiền thu về cũng không có nhỏ khó trách người ở bát cấp tinh vực Đối với những thứ mà báu vật của Giang Thiếu Bạch mang theo trên người Giống như là hổ rình mồi vậy Lúc trước La Phượng Tiên Tôn đổi chân linh chi thủy Chỉ nghĩ là đổi nhiều một ít Sau khi giao dịch xong Lại đau lòng Tiếc những chân bảo mình đã tung ra Câu chuyện rất kỳ quái Muốn trở thành lục cấp đan sư Phải yêu cầu rất nhiều linh thảo để luyện tập Cho dù Diệp Đinh Vân lợi hại hay là có cái gì hỗ trợ đi nữa Nhưng hắn lấy linh thảo từ đâu Diệu nghĩa thiên tên tôn hồ nghi nói Hay là bọn họ Lấy linh thảo ở hắc thạch vực Diệu nghĩa lắc đầu Nơi như hắc thạch vực hoàn cảnh đặc thù Không thích hợp cho linh thảo sinh trưởng. Nói đến Ta cũng nghe đến một sự kiện Mấy năm trước đó Có hai tu sĩ đi khắp nơi Để thu mua linh tài Đổi lấy linh thảo tất cả linh thảo từ lục cấp đều bị mua đi. La Phượng tiên tôn nói. Diệu nghĩa nhướng mày, đảo hữu hoài nghi là giang thiếu bạch sao? Hai người giang diệp thời điểm mua linh thảo vẫn là rất cẩn thận. ở trong thành mua sắm linh thảo đều là phân tán ra mua sắm, nhưng mua nhiều thì vẫn không lộ ra đầu đuôi hay sao? La Phượng cười cười rồi không nói. Diệu nghĩa hít sâu một hơi hoài nghi. Hai người giang diệp ở hắc thạch vực đã có được chỗ tốt không chỉ là chân linh chi thủy cho nên hai người cũng không có hứng thú đối với linh tài nữa nói đến thứ tốt trên người của giang diệp diệu nghĩa liền cảm thấy trong lòng nóng bỏng chúng ta vậy mà để họ đi sau diệu nghĩa tiên tôn có chút không nỡ nói khai vân liếc mắt nhìn diệu nghĩa ê nhưng mà có cản thì cũng không cản nổi diệp đình vân đã là tiên tôn trung kỳ giang Thứ bạch cũng không sai biệt lắm Hai người lại còn có năng lực khiêu chiến vượt cấp Chiến lực vô cùng mạnh mẽ Tuy rằng phe bên của Khai Vân Chiếm ưu thế về nhân số Nhưng nếu như muốn lưu hai người lại Sợ rằng không đủ Diệu nghĩa xấu hổ cười nói Thật sự là không chặn được Ngoại trừ nguyên khí Khai Vân Thiên Tôn còn cảm giác được Ở trên người của đối phương có một cỗ hơi thở hỏa diễm vô cùng đáng sợ Hai người giang diệp Đều có những ngọn lửa riêng Phẩm chất không tồi Hơi thở của ngọn lửa trên người Diệp Đình Vân Trình độ cường hãn Còn vượt qua ngoài dự đoán của lão Khai Vân Tiên Tôn suy đoán Giang Thứ Bạch có thể Lấy thiên toại thạch từ trên người của Hồng Dịch Tiên Vương Là cho Diệp Đình Vân dùng Hồng Dịch Tiên Vương Hành sự vô cùng tùy tiện Làm cho lão cha của hắn Rất phiền toái Bất quá hạ Có những lúc làm những việc rất thông minh Tình như lần này gia hỏa này đã làm rất tốt Hồng Dịch lần đầu tiên giao dịch chân linh chi thủy với Giang Thiếu Bạch. Hắn đổi linh thủy cũng là được nhiều nhất. Thời điểm Hồng Dịch đi về, có rất nhiều người muốn đánh cướp. May mắn là lão cha của hắn đã tiếp ứng kịp thời. Nếu không, tên tiểu gia hỏa này đã chọc phải phiền toái lớn. Diệu nghĩa tiên tôn thở dài. Diệp Đình Vân hắn cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc đứng trước mặt Diệp Đình Vân giống như là đứng với tu sĩ tiên tôn đỉnh mà theo như lão biết hai người giang diệp thực lực thì giang thiếu bạch còn mạnh hơn một chút diệp đình vân đã đáng sợ như vậy vậy thì giang thiếu bạch không cần phải nói giang thiếu bạch ở hắc thạch vực vượt qua lôi kiếp kinh thiên động địa có rất nhiều người lúc đó đều ghi lại hình ảnh diệu nghĩa tiên tôn xem qua ngọc giản hình ảnh đúng là chỉ mới xem qua nhưng đã bỏ đi hưng phấn muốn đánh cướp của giang thiếu bạch diệu nghĩa lắc lắc đầu thầm nghĩ là mình không dám đánh cướp của giang thiếu bạch nhưng những người khác thì chưa chắc hai người giang diệp rời khỏi tân lạc thành không lâu thì một con thuyền xinh đẹp dừng ở trước mặt con thuyền này phẩm cấp cực cao thể tích lại rất nhỏ tạo hình trông giống như đó hoa sen vừa nhìn đã biết là thuyền thiết kế cho nữ tu giang thiếu bạch bay tới nhìn con phi thoi nhíu mày hai nữ tu một trước một sau từ trên phi thoi đi xuống hai nữ tu này chính là hai tên tôn mà lúc trước giang Thiếu bạch đã gặp hắn đánh giá thời điểm cùng hắn giao dịch mấy tu sĩ tiên tôn kia nhất định đã đem tin tức truyền ra bằng không hai nữ tu này cũng không có tới nhanh như vậy thật sự là làm ta tìm muốn chết mà nữ tu áo lam vặn vẹo eo đứng trước mặt của hai người khuôn mặt mang theo bộ dáng hương sư vấn tội vì đạo hữu này có việc gì vậy giang thiếu bạch vô tội hỏi lan lâm nhìn giang thiếu bạch hừ một tiếng ta nghe nói linh hồn lực của ngươi không thấp lúc trước ta và sư tỷ ở trên tử lâu trong lời nói ngươi đều nghe được giang thiếu bạch khuôn mặt đầy vô tội đạo hữu là ý gì ta nghe không hiểu lan lâm cười lạnh một tiếng hiển nhiên là không tin lời của giang thiếu bạch thấy nàng không tin giang thiếu bạch cũng không có quá quan tâm nghe trộm người ta sự tình này cũng không phải là quang minh chính đại hắn tuyệt đối không có thừa nhận giang thiếu bạch cân nhắc việc này cũng không thể trách hắn hai nữ tu này làm bát quái sự việc lên như vậy không kiêng nể gì cũng không có tạo kết giới vừa vặn để cho hắn vô tình mà nghe được đấy chứ lan lầm vặn vặn eo nhìn giang thiếu bạch người là giang thiếu bạch nhìn có vẻ như là không giống giang thiếu bạch trợn mắt thầm nghĩ là không giống người của bất tử tộc sao không lẽ là ta còn phải trông rất khủng bố hay sao Đây là ta đang đeo mặt nạ đó Người đương nhiên là nhìn không giống Chứ nếu không ta bỏ ra người sẽ vỡ tim Vì ta đã quá đẹp trai đó Lan Lâm khoanh tay tùy tiện nói Trên người của ngươi còn có chân linh chi thủy không Đổi cho ta một ít Giang Thế Bạch nhìn nữ tu cười cười không nói Không biết các hạ muốn đổi bằng cái gì đây Con người của ta cũng không có thiếu Cực phẩm linh thạch Thất cấp bát cấp đan dược Cửu cấp linh thảo mang đến ta không có cự tuyệt lâm lan híp mắt nhìn Giang thứ bạch tức giận cực phẩm nguyên thạch bát cấp đan dược này người, người điên sao giang thứ bạch không đáp hắn không có điên hắn rất tỉnh táo có thể nói đây là giá từ trên trời rơi xuống tiền từ trên trời rơi xuống hai tu sĩ này dù sao cũng là người đến từ bát cấp tinh vực hắn nếu như mà ra giá, giá quá thấp có khi người ta còn cho rằng hắn là không có mắt Vậy đạo hữu mà lấy cái gì để đổi Giang Thế Bạch có chút chờ mong Lan Lâm tức giận ta, ta không có mang cực phẩm nguyên thạch đến đây Nhưng thượng phẩm nguyên thạch là có không ít Giang Thế Bạch mỉm cười Không có cực phẩm nguyên thạch Vậy thượng phẩm nguyên thạch cũng có thể bù đắp một chút Lan Lâm liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch Lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua không gian giới chỉ Quả nhiên bên trong có 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch Giang Thế Bạch thầm nghĩ không hổ là tu sĩ đến từ bát cấp linh vực Quả nhiên ra tay là khác người Lúc trước Khai Vân tiên tôn Một mình lấy ra ba vạn thượng phẩm nguyên thạch Đã là hết cỡ Vậy mà nữ tu này vừa vung tay Đã lấy ra 10 vạn Giang Thế Bạch cũng không có buồn xỉn Trực tiếp múc cho nữ tu kia Một thùng chân linh chi thủy lớn Lan lâm tiên tôn lấy được chân linh chi thủy Ước lượng mới nói Cũng may là người biết điều đó Giang Thế Bạch phất phất, tay Không dám Lan Lâm lấy một ít đan dược Linh dược ngọc phù đưa ra Giang Thế Bạch căn bản đều không cự tuyệt Coi như là đều dùng chân linh chi thủy Mà giao dịch đổi chắc Giao dịch lần này xong Cả hai bên đều rất vừa lòng Này Đạo hữu đến từ bát cấp linh vực Nói như vậy là có rất nhiều tin tức Lan Lâm liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch Mà lời biến ngươi muốn nghe tin tức gì Giao dịch thuận lợi Lan Lâm tâm tỉnh không tồi, nhìn Giang Thiếu Bạch cũng có vài phần thuận mắt. Đạo hữu có biết tin tức của Long Tộc không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Tin tức Long Tộc này, người hỏi thăm tin tức của Long Tộc để làm gì? Giang Thiếu Bạch cười nói, tự nhiên là ta tò mò đó. Người có biết Ngao Dạ không? Lan Lâm nghi hoặc nhìn Giang Thiếu Bạch, người, người làm sao biết được Ngao Dạ ạ? Chưa kia nghe nói qua, có lẽ là một con rồng rất lợi hại. Ngao Dạ là gần đây mấy trăm năm Là một trong số ít những con rồng đã phi thăng Nói chung là rồng huyết mạch phi thăng đều không có quá thuần khiết Thế nhưng ngao dạ thì khác Huyết mạch đã được tổ long kiểm tra Sau đó là rất cao cấp Đặc biệt là rất nồng đậm Được đưa đến Long Thành bồi dưỡng Long tộc đã bỏ ra không ít tâm huyết trên người của hắn Ngao dạ cũng cố gắng Tu vi tiến bộ rất nhanh Ở bên trong thế hệ trẻ của Long tộc Coi như là người xuất sắc Giang Thứ Bạch cao mày thầm nghĩ là mang tổ long huyết mạch sao? Tuy rằng nghe không có quá hiểu, nhưng huyết mạch này vừa nghe cũng biết là bất phàm. Ở bên cạnh hắn còn có một phàm nhân đi theo. Giang Thứ Bạch hỏi, Lan Lâm kinh ngạc, người cũng biết không ít chứ. Đúng là có một nhân tộc đi theo, ngao dạ có tổ long huyết mạch. Sau khi kiểm tra huyết mạch xong, mấy vị long hoàng của long tộc đều động tâm, muốn thu người này làm đồ đệ. Các trưởng lão đều muốn đem hậu bối gả cho hắn Thế nhưng ngao dạ kia cùng với đạo lữ của mình Tình cảm rất tốt Đều cự tuyệt mấy trưởng lão cầu thân Ngao dạ ở bên trong long tộc Cũng được coi là dị loại Long tộc con nối dõi rất khó Có rất nhiều long tộc Đều là thê thiếp thành đàn Lúc đó mấy trưởng lão của long tộc Còn khuyên hắn cưới tiểu thiếp Hắn mang theo đạo lữ trốn thoát khỏi long tộc Sau khi tin tức truyền ra rất nhiều trưởng lão long tộc đều cảm thán Còn mẹ nữa chứ Long tộc tự nhiên lại lòi ra một cái tên tính tình trái ngược như vậy Đến đây Lâm Lan lắc đầu cảm thán Đúng là không nghĩ tới long tộc lại có dị loại như vậy chứ Vậy là bọn ngao dạ chạy có thoát không? Thoát Long tộc bảo vệ nghiêm ngặt Ngao dạ thân ở Long Thành Thì đều là nhân vật cao cấp của Long tộc đó Trong tình hình đó Ngao dạ rất khó mà vô thanh vô tức rời đi Bất quá Ngao dạ là thời không long Đầu tiên là sử dụng không gian võ hồn Sau đó là làm cho thời gian lẫn lộn Tiếp tục lại dùng thời không võ hồn Phá vỡ hư không mà chạy trốn Không thể không nói gì. Thời không võ hồn là một loại võ hồn cực kỳ quỷ dị Huyết mạch của long tộc là vô cùng gian nan Một người lại có được huyết mạch tổ long Là vô cùng hiếm ở trong long tộc Sau khi hắn biến mất Long tộc vô cùng lo lắng Cũng không biết là hắn chạy đi đâu Tổ Long huyết mạch đâu có tầm thường chứ. Giang Thế Bạch nghĩ Long Tộc lo lắng là Giang là Ngao Dạ bị bắt đi hầm canh hay sao? Đoạn hắn gật đầu nói thì ra là như vậy. Hắn rời khỏi Long Tộc lâu chưa? Cũng là độ mấy năm gần đây thôi. Đại khái là hơn mười năm đó. À, sao vậy? Giang Thế Bạch mấp máy trong lòng âm thầm lo. Qua tin tức của Lâm Lan, Ngao Dạ hẳn là không còn ở Long Tộc. Cái này cũng tốt Nguyên bản Giang Thiếu Bạch còn muốn đến địa vực của Long Tộc thăm dò tình hình Nếu như Ngao Dạ không còn ở Long Tộc Vậy cũng không cần đến đó nữa Đạo hữu có biết bọn họ đi đâu không? Lan Lâm liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch tức giận Long Tộc đã phát ra huyền thường lệnh đó Nhưng tìm khắp nơi đều không có tin tức Ta làm sao biết Giang Thiếu Bạch thở dài thầm nghĩ Nếu đã như vậy Hắn tìm người như thế nào đây Thời điểm ngao dạ rời Long Tộc Tù vi của hắn thế nào cái này ta cũng làm sao biết Tu sĩ tử nguyệt ở bên cạnh trầm mặc từ nãy đến giờ Bây giờ mới nói thì, Lúc hắn rời long tộc Là tu vi tiên tôn sơ kỳ Ngao dạ cũng không phải là người không có đầu óc Long tộc tu vi không đủ Ra ngoài rất nguy hiểm Hắn mới chỉ là một tiên tôn mới thăng cấp Thời không võ hồn dùng để chạy trốn Vẫn chỉ có hữu dụng Dạ vậy Lâm Lan nhìn Giang Thiếu Bạch tò mò Người tò mò như thế là người muốn đổ long sao Long tộc tuy toàn thân đều là bảo vật Bất quá không có dễ chọc vào đâu Đặc biệt là những lão quái vật của long tộc đó Rất binh vực người mình Nếu như người giết người của long tộc Không bị phát hiện thì còn tốt Nếu như một người bị phát hiện Chắc chắn là sẽ bị lột da rút gân Thậm chí muốn sống không được Muốn chết không xong Giang Thưa Bạch trợn mắt Nhà đầu này nghĩ cái quái gì vậy Tuy rằng có một đoạn thời gian Hắn không vừa mắt ngao giả dạ. Nhưng từ trước thế này cũng chưa từng nghĩ Muốn đổ long Thậm chí dù sao ngao dạ cũng là anh rẻ của hắn Tử Nguyệt cười cười Sư muội đừng nghĩ như vậy Giang đạo hữu hẳn là Có quan hệ bạn bè với ngao dạ Cho nên mới hỏi Chúng ta làm sao lại nói gì đến đồ long chứ Giang Thế Bạch ngượng ngùng À ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi Ngao dạ là con cưng của long tộc Ta làm sao quen biết được Ngao Dạ là tu sĩ phi thăng, là được trưởng lão của Long tộc ngao cấm từ tinh vực xa xôi mang về Long tộc. Cùng phi thăng với Ngao Dạ còn có hai tu sĩ là Lạc Kỳ đạo lữ của Ngao Dạ. Gần đây được an bài ở cổ hùng tộc còn có hai người em trai của Lạc Kỳ. Tên của hai người kia. Tưởng Nguyệt nói đến đây thì dừng lại một chút, đầy thâm ý liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Không biết Giang đạo hữu có biết không? giang thiếu bạch mỉm cười đạo hữu tin tức rất thông linh lâm lan trợn mắt hai người các ngươi là có quan hệ với ngao dạ sau khi lâm lan tới cũng đã từng tìm hiểu sự tình về giang thiếu bạch nhưng cũng không biết đến mối quan hệ này tử nguyệt cười cười đạo hữu cũng nói nhiều với sư muội ta như vậy hẳn là ta cũng đoán ra ai tại hạ cũng xin cảm ơn trên vật cũng trên người cũng không có vật gì dư thừa chỉ là có chân linh chi thủy còn được gọi là cao quý vậy xin phép tặng thêm cho tiên tử một chút tử nguyệt gật đầu đa tạ đạo hữu giang thế bạch lấy ra một vài chân linh chi thủy giao cho nữ tù áo tím nàng cũng không có khách khí mà trực tiếp nhận lấy tử nguyệt nhìn giang thiếu thiếu bạch ngao dạ đã mất tích đã lâu bất quá đã qua 10 năm long tộc rất có thể sẽ mở ra thương huyền bí cảnh truyền thuyết ở trong bí cảnh có truyền thừa của Tổ Long Có lẽ đến lúc đó Ngao dạ sẽ xuất hiện Giang Thế Bạch mỉm cười Đa tạ đạo hữu Không cần khách khí Trường 436 Tinh Túc Tông Qua tin tức của từ Nguyệt Tiên Tôn Hai người Giang Diệp liền rời đi Sư tỷ Là người lợi hại đó Ta thiếu chút nữa ai Là muốn cho không người này đó Lâm Lan nói Mọi việc vẫn là phải có ánh nhìn một chút Hai tên gia hỏa này đúng là hai cái con thỏ mà Đi nhanh như vậy Được rồi Có được tin tức Có lẽ bọn họ ở đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm Giao dịch hoàn thành họ phải rời đi thôi Tu sĩ từ bát cấp tinh vực đến đây Không phải là ai cũng muốn trao đổi Tử Nguyệt cho rằng Chính mình cũng muốn động tâm giết người Bất quá mấy năm qua Nàng lăn lộn ở hắc thạch vực đã chứng kiến được sức mạnh của Giang Thiếu Bạch, cân nhắc một chút, nàng vẫn là gạt bỏ ý niệm này. Lâm Lan hít sâu một hơi. Ở trên tay trên tên kia rốt cuộc là có bao nhiêu chân linh chi thủy chứ? Những tu sĩ ra khỏi hắc thạch vực nói trên người của Giang Thiếu Bạch có cả một hồ chân linh chi thủy, chỉ là một hồ là đến cùng có bao nhiêu thì cũng không đoán được, vô luận như thế nào thì chắc chắn không ít. Xem ra dựa trên cái tình độ trình độ ra tay hào phóng hẳn là hắn có không ít đâu ở bát cấp tinh vực chân linh chi thủy cũng là loại cực kỳ cao cấp làm gì có ai giống như giang thiếu bạch tùy tiện múc ra một thùng phí phạm của trời những tu sĩ đi tìm chân linh chi thủy khắp nơi không thấy mà biết được thì có lẽ sẽ tức đến hộc máu vật quý báu như vậy ước chừng ở trên tay của giang thiếu bạch có quá nhiều cho nên Giang Thiết Bạch cơ hồ cũng không có quá quan tâm đến giá trị của chân linh chi thủy. Lâm Lan buồn bực. Giang Thiết Bạch lại có quan hệ với Ngao Dạ là không tưởng tượng nổi hủy. Tử Nguyệt gật đầu. Chính xác. Nếu như không phải nàng điều tra cẩn thận một chút sẽ không nghĩ đến Long Tộc, Thánh Tử cùng hai người Giang Diệp lại có quan hệ với nhau. Giang Thiết Bạch rời đi không lâu Lên gặp năm tên cướp chặn đường là tu sĩ tiên tôn hung danh của hắn rất lớn nhưng cũng không phải là ai ai đều kiên kỵ giá trị của chân linh chi thủy quá lớn làm cho tất cả mọi người giống như là thiêu thân muốn lao vào lửa vậy giang thứ bạch từ xa đã cảm nhận được một cỗ tinh thần giao động lập tức liền lấy ra tinh vũ lôi thương bắn thẳng tới bên đó mấy tu sĩ kia trốn tránh ở trong đó bây giờ cũng không thể nào thoát được Mấy tu sĩ thấy bọn Giang Thiếu Bạch không bị rơi vào bẫy Trực tiếp liền xông ra chặn đường Hai người Giang Diệp cũng không khách khí Đem năm tu sĩ tiên tôn giết sạch Trên thực tế Sau khi tiến dai lên tiên tôn Đây là lần đầu tiên Giang Thiếu Bạch thực tế ra tay Mấy người chặn Giang Thiếu Bạch Cũng coi như là đồ thí nghiệm một chút Xem xem là hiệu quả của trường ấn Mà Giang Thiếu Bạch đã học được ở Trong cung điện trên hắc thạch vực Kết quả vừa vung tay đã đánh chết một tu sĩ tiên tôn sơ kỳ. Trường ấn màu đen, thời điểm đánh trúng tu sĩ tiên tôn kia, lục phủ ngũ tạng của y giống như tan ra vậy. Giang Thiếu Bạch cảm giác tử khí khuếch tán toàn thân của tu sĩ kia, cướp đi thần khí của người nọ. Giang Thiếu Bạch ra tay, làm cho các tu sĩ tiên tôn còn lại bị dọa sợ. Đừng nói là những tu sĩ đó, thậm chí đến cả bản thân Giang Thiếu Bạch cũng bị dọa sợ. Một chiêu này trước đây hắn chưa từng dùng qua, lúc ấy hắn chưa còn trở thành tên tôn hiệu quả cũng không có tốt như vậy người công công pháp của người là gì vậy người người là một tên ma đầu một tu sĩ nhìn giang thiếu bạch mà lắp bắp xem ra công pháp của giang thiếu bạch này quả nhiên là tà môn thế nhưng đối với giang thiếu bạch thì tu luyện không có chính không có tà đơn giản chỉ là biện pháp người ta sử dụng mà thôi giang thiếu bạch cũng không thấy mình có gì là tà môn ngoại đạo so với việc bọn này chặn đường cướp của thì còn đáng giận hơn sau khi giết tên tôn đầu tiên giang thế bạch lại giết tiếp hai tên bọn tu sĩ khác thấy không ổn liền muốn bỏ chạy giang thế bạch liền vận dụng tinh võ hồn đóng cửa hư không đem nhốt toàn bộ bọn chúng lại mà giết chết diệp đình vân nhìn thi thể của mấy tên tu sĩ nói thì, mấy người này tựa hồ cũng tu luyện bí thuật về tinh vũ giang thế bạch gật đầu đúng vậy đó bất quá chỉ là gà mờ hai tu sĩ vừa rồi là muốn vận dụng tinh không bí thuật đáng tiếc giang thiếu bạch lại là tinh không võ hồn nhưng phẩm cấp rất cao đem mấy tu sĩ này chặn lại diệp đình vân nhìn giang thiếu bạch nói người rất lợi hại giang thiếu bạch cười cười không đáp bàn tay của giang thiếu bạch nhẹ nhẹ run run thời điểm vừa rồi động thủ tựa hồ như là hắn giết người thành nghiện có chút không khống chế được bản thân. Công pháp ở bên trong cung điện kia tuy rằng dùng rất tốt, nhưng tựa hồ dùng nhiều sẽ để cho người ta lâm vào điên cuồng. Diệp Đình Vân cũng nhìn ra Giang Thế Bạch có vấn đề, liền đi tới bên cạnh, lấy vài sợi mộc khí truyền vào trong cơ thể của hắn. "Không sao chứ?" Diệp Đình Vân hỏi, Giang Thế Bạch lắc lắc đầu là không sao. Hắn vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đem tử khí thu vào trong thân thể tử khí của năm tu sĩ tiên tôn là không ít mấy năm qua giang thế bạch vẫn luôn dựa vào tinh thạch màu đen để cho kỹ năng cắn nuốt võ hồn tu luyện bây giờ hấp thu tử khí của mấy tu sĩ tiên tôn thực lực cũng có tiến bộ không nhỏ đương nhiên thu hoạch lớn hơn là đồ vật trên người của bọn tiên tôn này diệp đình vân nhìn thấy tu sĩ bị trưởng ấn màu đen đánh trúng sau khi khi chết đi làn da đều khô héo thi thể nhăn nhúm lại diệp đình vân lắc đầu thầm nghĩ Giang Thế Bạch tu luyện trưởng ấn này tuy rằng lợi hại Nhưng thủ đoạn này là quá quỷ dị Nếu như để cho tu sĩ chính đạo nhìn thấy Chỉ sợ sẽ làm ầm ĩ lên là đi diệt trừ ma đạo Ngoại trừ hai lữ tu lúc trước Bọn họ giao lưu sẽ biết được Năm đó bất tử tộc tự hồ là vì quá mức kiêu ngạo Đã bị nhiều người tức giận cho nên mới bị diệt tộc như vậy Không biết bất tử tộc có phải vì thủ đoạn quá mức tà môn mới làm cho các tộc kinh kị như vậy hay không? đem thi thể hủy đi. Diệp Đình Vân nhíu mày nói. Giang Thứ Bạch liền thả ra lôi hỏa đốt hết thi thể thành cho bụi. Sau khi hóa sạch hiện trường, hai người Giang Diệp liền rời đi. sư tỷ đã có mấy đồng đạo chết. Lan Lâm nói là Tinh Túc Tông. Từ Nguyệt kiểm tra một hồi thấy một cỗ thi thể bị hủy toàn thân liền phán đoán. Lâm Lan cò mày nói Thi thể đã bị hủy không còn bộ dáng gì Làm khó sư tỷ còn xem ra được Tuy rằng thi thể bị hủy Thế nhưng vẫn có dấu vết Đương nhiên nàng cũng là đoán mò Trên người của năm tu sĩ kia Hơi thở Thể hiện ra một loại công pháp Thuộc về một thế lực đặc thù Người ra tay cũng thật tàn nhẫn Là Giang Thế Bạch làm sao Có lẽ là như vậy Thất cấp tinh vực cũng có không nhiều nhưng cũng không ít tu sĩ tiên tôn có thể trong giây lát giải quyết năm cao thủ tiên tôn của tinh túc tông cũng không có được mấy người tu sĩ của tinh túc tông cũng là vì chân linh chi thủy mà đến đây nhìn dáng vẻ tin tức quả nhận quả nhiên là không chỉ có hai người chúng ta lâm lan lắc lắc đầu giang thiếu bạch trả tiền nàng vẫn là đem rất nhiều tiền ở trên tay của La Phượng Tiên Tôn mua được nguyên lai like căn bản cũng không phải là tin tức bình thường. Tử Nguyệt nhìn thi thể nói hiện mấy người này đối đầu với Giang Thiếu Bạch không có một ai chạy thoát. Muốn xử lý một Tiên Tôn một cách đơn giản như vậy hay sao chứ? Muốn chặn một Tiên Tôn chạy trốn cũng không có dễ. Giang Thiếu Bạch vậy mà đem giết sạch toàn bộ tu sĩ của Tinh Túc Tông đến đối phương có thực lực như vậy lúc trước liền tính muốn giết hai sư tỷ muội nàng có lẽ cũng không phải là việc khó tu sĩ tinh túc tông lá gan cũng rất là lớn chứ chẳng phải là bọn chúng rất hiểu bói toán sao tu sĩ này động thủ trước không ngờ là mình lại bị giết chết sạch là lan là lâm có chút vui sướng khi người ta gặp họa nàng thời điểm đối mặt với giang thiếu bạch cũng không dám tùy tiện động thủ mấy tu sĩ tinh túc tông này lá gan thật đúng là lớn Phát hiện tử trạng của mấy tu sĩ tinh túc tông Lan Lâm lại không có đau lòng Nàng cũng không còn tiếc đống linh thạch lúc trước bỏ ra nữa Tinh túc tông đã sớm không còn giống như trước nữa Sau khi tinh điển mất đi Chiêu bài của tinh túc tông chỉ còn là hư danh Bản lĩnh bói toán cũng không còn nữa Tử Nguyệt nói Tinh điển là một bộ thánh điển Tinh túc tông từ mười mấy vạn năm trước đã phát sinh nội loạn tông chủ bị giết đại trưởng lão của tông nội kế vị sau khi đại trưởng lão kế vị tìm khắp toàn tông cũng không phát hiện ra tinh điển có người suy đoán là trong chiến loạn đã bị lấy đi tinh điển luôn luôn là do tông chủ của tinh túc tông quản chỉ có tông chủ có thể tu tập tinh điển mất đi đại trưởng lão lên ngôi cũng không thể nào phục chống tinh túc tông triển khai liên tục nội chiến hơn một vạn năm ở bên trong nội chiến, tu sĩ cấp cao chết đi, đếm không hết. trước kia tinh túc tông cao thủ bói toán rất đông, nhiều tu sĩ đều mộ danh đến muốn xin được bói toán mệnh cách của mình. nhưng mười mấy vạn năm liền suy sụp, tinh túc tông nghiên cứu mệnh lý cũng càng ngày càng kém, tu sĩ mà biết bói toán càng ngày càng ít. chiến lược của giang thiếu bạch còn đáng sợ hơn trong lời đồn. tử nguyệt lắc lắc đầu. Qua đó có thể chứng minh Hắn rất có thể là người của bất tử tộc Tộc nhân của bất tử tộc đã từng tung hoành Cũng có những người có năng lực khiêu chiến vượt cấp Sau khi bất tử tộc diệt vong Các tộc khác lo lắng Cho tàn lại bùng lửa Cho nên đã từng thanh tẩy thêm nhiều lần Nhiều năm qua như vậy Cho dù là tộc nhân của bất tử tộc Vẫn còn lưu truyền đến bây giờ Hẳn là huyết mạch cũng đã phai mờ Giang Thứ Bạch chỉ là một tu sĩ phi thăng có lẽ quan hệ với bất tử tộc là không có quá lớn lâm lan lắc lắc đầu nói mặc kệ có phải là người của bất tử tộc hay không cũng không liên quan tới chúng ta bất tử tộc đã biến mất nhiều năm như vậy cho dù giang thiếu bạch là người của bất tử tộc chắc cũng chỉ còn một mình cũng không gây được sóng gió gì đâu tử nguyệt gật gật đầu nó cũng đúng bất quá giang thiếu bạch và diệp đình vân thiên phú đều rất lợi hại lại cùng ngao dạ phi thăng lên tốc độ tu luyện hẳn là không sai biệt lắm với ngao dạ ngao dạ là hậu trường của long tộc thực lực mới tiến bộ nhanh như vậy lan lầm bĩu môi sư tỷ thực lực của giang thiếu bạch có thể tiến nhanh như vậy là nhờ chân linh chi thủy nếu như không có chân linh chi thủy hắn hiện tại vẫn chỉ là một tiên vương tưởng nguyệt gật đầu người nói như vậy cũng đúng bất quá kỳ ngộ là một điều không thể thiếu để để tăng thực lực của tu sĩ cơ duyên Đâu có phải là ai cũng có được đâu Cũng đúng Sư tỷ Bây giờ chúng ta về chứ Tử Nguyệt gật đầu Cậu đã có được chân linh chi thủy Chúng ta cũng nên rời đi Lan Lâm hít sâu một hơi hay Cuối cùng cũng có thể về Cái địa phương quỷ quái này làm ta buồn bực muốn chết Thất cấp tinh vực hoàn cảnh tu luyện Là kém xa bát cấp Lâm Lan thẩm nghĩ Đều là tại năm đó ở tử lâu Gia hỏa giang thiếu bạch này thật là nếu như năm đó người này sớm lộ ra thân phận nàng làm sao phải lăn lộn ở đây lâu như thế ở bên kia tại một vùng rất xa xôi hai người giang diệp đang rất vui vẻ Giang Thế Bạch kiểm tra mấy cái không gian giới chỉ ở trong tay Chính là lấy của bọn tu sĩ đã chặn đường cướp mình Giang Thế Bạch phát hiện ra Ở bên trong có tinh thần thạch phẩm chất rất cao Còn có cả thẻ bài thân phận của tu sĩ Tinh Túc Tông Tinh Túc Tông Nghe tựa hồ như là một tông môn bói toán Diệp Đình Vân nói Mấy người này đại khái Ai cũng không có giỏi bói toán đó Cho nên mới tìm đến tử lộ cho nên nói Có đôi khi học tập tốt cũng rất quan trọng Diệp Đình Vân kiểm tra giới chỉ trên tay Ở trong đó có đến 8 vạn thượng phẩm nguyên thạch Mấy tu sĩ này Là từ bát cấp tinh vực tới Khẳng định cũng không có tầm thường đâu Đúng rồi Tu sĩ từ bát cấp tinh vực tới Đều là những con dê béo rất có tiền đó Giang Thế Bạch thưởng thức Mấy tảng đá ở trên tay Tinh thần thạch phẩm chất mạnh như vậy tinh vực của chúng ta khẳng định là rất khó có. nguyên bản giang thiết bạch còn đang suy xét làm sao để vượt qua bình cảnh để tiến vào tiên tôn trung kỳ. bọn này lại đưa tài nguyên tới, sự tình đã trở nên đơn giản. giang thiết bạch hấp thu mấy khối tinh thần thạch, cả người nguyên lực lại dâng lên không nhỏ. chân linh chi thủy và hắc tinh thạch là rất tốt, nhưng dùng nhiều sẽ sinh ra kháng tính. dừng một đoạn thời gian rồi lại dùng tiếp, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Một thời gian rất dài Giang Thế Bạch cũng không có chuyên chú Tu luyện tinh thần võ hồn Bây giờ lại dùng tinh thần thạch tu luyện Giống như là nắng hạn gặp mưa rào Thân thể của hắn hấp thu tinh thần thạch Là rất thông thuận Ngoại trừ tinh thần thạch và nguyên thạch Giang Thế Bạch ở trong nhẫn không gian Còn phát hiện không ít đồ vật có giá trị Diệp Đình Vân cười cười nói Pháp khí phi hành này không tồi Cái này đi đường sẽ rất tốt giang Thế bạch gật gật đầu đúng là buồn ngủ liền gập chiếu manh mấy tu sĩ ở tinh túc tông pháp khí phi hành chính là tinh thần luân pháp khí này có thể nhẹ nhàng biến hóa được lại còn có cả không gian tinh vũ tiến hành những bước nhảy xuyên cấp ở cấp tức thất cấp tinh vực tuyệt đối không có thứ tốt như vậy hai người giang thiếu bạch ngồi ở trên tinh thần luân chuẩn bị đi đến thương huyền bí cảnh Diệp Đình Vân lấy ra một cái tinh đồ Từ nơi này Đến huyền thiên tinh vực Thương huyền bí cảnh mà nói Là qua đến vài giải ngân hà đó Chưa chắc chúng ta đã đến được Giang Thế Bạch thở dài một hơi Cố gắng chạy Nếu như không kịp đến lúc bí cảnh mở ra Chúng ta đến lúc tàn cuộc cũng được Ánh mắt của Diệp Đình Vân dao động thầm nghĩ Sự tình như vậy Bọn họ không phải là đến bí cảnh Mà là đi tìm người để trước khi bí cảnh đóng cửa Có lẽ đi săn người như vậy Điều quan trọng là bọn họ muốn đi tìm Ngao Dạ Chứ không phải là đi săn đồ ở trong bí cảnh Ngao Dạ hiện tại không có tin tức Đi thử thời vận một chút cũng tốt Nếu như đến đó gặp được Ngao Dạ là tốt nhất Không gặp được Ngao Dạ Ít nhất cũng có thể gặp được người của Long Tộc mà hỏi Han Chỉ cần gặp được người của Long Tộc Hẳn là sẽ nghe được không ít tin tức Chúng ta bây giờ đi ngay sau Đúng vậy, đi ngay bây giờ nguyên bản giang thiếu bạch còn tưởng rằng ở tinh vực này một đoạn thời gian nữa bất quá vất vả lắm mới có tin tức của ngao giả cũng không muốn bỏ lỡ vậy cũng tốt vốn dĩ diệp đình vân còn muốn đi xem lại tình trạng của thảo đan môn hiện tại xem ra chỉ có thể sau này tìm cơ hội đến sau vậy thảo đan môn có lẽ cũng không liên quan quá lớn với bọn họ gặp nhau cũng không có chỗ tốt gì không gặp chính là không có duyên phận vậy chương 437 Tình hình gần đây của Ngao Dạ Hai người Giang Diệp lái tinh thần Luân Đi thẳng đến huyền thiên tinh vực của bát cấp tinh vực Giang Thiếu Bạch từ trên người của mấy tu sĩ tinh Túc Tông Đã lấy được tinh thần Luân cao cấp Hơn nữa còn có được pháp môn điều khiển của tinh Túc Tông Tinh thần Luân cao cấp nếu như không có pháp môn điều khiển cũng là vô dụng Bất quá cái này đối với Giang Thiếu Bạch cũng không khó Hắn có được tinh không võ hồn dễ dàng lĩnh ngộ được pháp quyết của mấy người tinh túc tông để điều khiển tinh thần luân diệp đình vân ở bên trong mà ngọc giản tinh túc quyết cầm tò mò hỏi pháp quyết này là sao giang thế bạch cười cười là rất huyền ảo đó bất quá đây là bản thiếu tuy rằng là bản thiếu nhưng uy lực cũng không nhỏ lúc trước mấy tu sĩ hiển nhiên là cũng chưa luyện tốt pháp quyết nếu không cũng sẽ không đến nỗi không chịu nổi một kích như vậy tinh túc tông này không biết là ở đâu, nếu như có thể lấy được pháp quyết hoàn chỉnh thì tốt rồi. Giang Thư Bạch cũng không biết. Thời điểm ra khỏi tinh túc quyết, tinh túc đại điển đã bị mất, nếu như tìm được tinh túc tông cũng không tìm được tinh túc đại điển. Pháp khí phi hành này đúng là cao cấp. Diệp Đình Vân cười cười, Giang Thư Bạch ở Hắc Thạch vực đã lấy được rất nhiều không gian giới chỉ, ở trong đó có không ít pháp khí phi hành bất quá phần lớn là phẩm chất không cao giá trị không lớn đại bộ phận hắn đều mang bán thế nhưng tinh thần luân này là một pháp khí tốt nhất từ trước tới nay giang thiếu bạch đã thấy cấp bậc là cao nhất giang thiếu bạch suy đoán mấy tu sĩ này của tinh túc tông đúng là cưỡi pháp khí này đi qua giải ngân hà từ bát cấp tinh vực đến thất cấp pháp khí phẩm cấp cực cao dùng bay xuyên qua ngân hà khó khăn cũng không có lớn giang thiếu bạch nguyên bản còn đang nghĩ làm sao để che giấu thân phận để leo lên một thương thuyền mà đến thế nhưng bây giờ lại đơn giản hơn rất nhiều quả nhiên là rất cao cấp là rất xa xỉ pháp khí này tuy rằng thể tích không lớn nhưng tính năng phòng ngự đều là hạng nhất dẹp đình vân cân nhắc pháp khí như vậy khả năng ở tinh túc mô tông cũng không có nhiều mấy vị tiền tôn Bảo vây muốn giết bọn họ cũng là mượn pháp khí phi hành của cả môn phái dù sao hiện tại nó là của chúng ta đó Giá trị càng cao càng tốt Diệp Đình Vân nói Trên người của ngươi nguyên lực Có chút là dồi dào À là muốn đột phá đó Hấp thu tử, tử khí Của năm tu sĩ tiên tôn Lớp bình cảnh Của tiên tôn trung kỳ đã nứt vỡ ra không ít Tinh không luân Ta nhìn ra được để ta lái Ngươi tu luyện đi Diệp Đình Vân nói Thời điểm tinh trần luân khởi động tương đối khó khăn Bất quá một khi đã khởi động xong Chỉ cần sắp xếp vị trí liền tiến hành lộ tuyến thích hợp mà vận hành Không cần tiêu hao quá lớn tâm lực Giang Thế Bạch do dự một chút Được rồi Nếu như gặp tình trạng gì Lập tức gọi ta Hai người ở trong khoang thuyền Lấy rất nhiều tinh thần thạch Giang Thế Bạch liền thả ra Vận chuyển tinh túc quyết Hấp thu lực lượng của tinh thần thạch Giang Thế Bạch tu luyện tinh không võ hồn nhanh chóng vận chuyển một cỗ nguyên khí ở trong thân thể bắt đầu lưu chuyển ra tinh không diễm đối với tinh thần thạch cũng rất hứng thú tinh không diễm không ngừng tung ra các dợ sợi hỏa tuyến bám lên trên tinh thần thạch lực lượng ở bên trong tinh thần thạch rất nhanh đã bị không không hút đi có sự trợ giúp giang thứ bạch nguyên lực tốc độ tăng lên càng nhanh hấp thu rất nhiều tinh thần thạch giang thứ bạch cảm giác Lớp bình cảnh chắn ở tiên tôn trung kỳ lại càng thêm rõ ràng mỏng đi. Dự cảm đã đến lúc đột phá, Giang Thế Bạch đem thượng phẩm nguyên thạch và hắc tinh thạch liền tung ra ngoài. Số lượng nguyên khí ầm ầm như thủy triều tràn vào trong thân thể, thực lực của Giang Thế Bạch nhanh chóng tăng lên. Hắn cảm giác cả người nguyên lực sôi trào, bình cảnh từ từ vỡ vụn, cả người kinh mạch rộng lớn hơn rất nhiều. Trong thân thể, nguyên khí đã thực chất biến thành sền sệt như máu, Giang Thế Bạch lấy ra mấy vạn nguyên thạch Bất quá chỉ một hồi Đã bị hút đi hơn một nửa Bất đắc dĩ Giang Thế Bạch lại phải lấy thêm thượng phẩm nguyên thạch Lúc trước Diệp Đình Vân tiến vào tiên tôn trung kỳ Bất quá chỉ dùng đến 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch Nhưng Giang Thế Bạch tiến dai Hút đến 8 vạn thượng phẩm nguyên thạch Căn bản là còn chưa lấp đầy thân thể Lại nghiến rằng nghiến lợi lấy ra thêm 10 vạn Giang Thế Bạch thầm nghĩ May mắn là mình đã chuẩn bị sẵn nếu không muốn tiến dài có chút không dễ Con chuột ngốc đa đa nhìn Giang Thế Bạch chớp mắt Yêu yêu nhìn khoang thuyền phủ đầy nguyên thạch thượng phẩm vàng rực Có chút kích động múa mai cây dây Tựa hồ là muốn xin một chén canh Cũng may là yêu yêu ánh mắt Thèm nguyên khí ở trong thượng phẩm nguyên thạch Nhưng cũng biết Giang Thiếu Bạch đang ở trong thời khắc mấu chốt Không có tranh cướp đoạt nguyên khí Con chuột ngốc nhìn Giang Thiếu Bạch nói Ý dạ à. Giang lão đại lần này thật nhanh đó Còn tưởng rằng Giang Thế Bạch qua một thời gian nữa Mới có thể đuổi kịp tiến bộ của Diệp Đình Vân Không nghĩ tới Lại có mấy tu sĩ chủ động dâng tới cửa chịu chết Đưa cho hắn tài nguyên tu luyện Trực tiếp bế đít Giang Thế Bạch Mà đẩy lên tiên tôn trung kỳ Yêu yêu gật đầu Giang lão đại thật là lãng phí mà Yêu yêu thầm nghĩ So với Giang Thế Bạch thì Diệp lão đại Là tiết kiệm hơn rất nhiều May mà Giang Lão Đại có thể kiếm tiền nếu không chỉ dựa vào việc Diệp Lão Đại luyện đan nuôi hắn. Đừng nói là bọn mình, đến cả Diệp Lão Đại cũng chết mệt. Đa Đa cầm ra một túi quả hạch mà gặm. Quả hạch là Giang Thế Bạch lấy ra ở trong không gian giới chỉ của một tu sĩ tinh túc tông. Hẳn là có thể dùng làm đồ nhắm rượu. Giang Thế Bạch tùy tiện bốc cho Đa Đa. đa, đa mấy năm qua, tu vi tăng có không nhiều. Nhưng răng thì càng ngày lại càng tốt, không tìm được đồ ăn thích hợp mấy tu sĩ của tinh túc tông có được quả hạch lại rất hợp khẩu vị của nó ý ạ dạ, bát cấp tinh vực này đồ ăn quả là không có tầm thường đâu cách khác không nói chứ hương vị quả hạch này thì rất là ngon đó đa đa vừa ngậm quả hạch vừa nói rất vui vẻ yêu yêu liếc mắt cũng không có quan tâm đến nó diệp đình vân khống chế tinh thần luân một đường chạy thẳng tới huyền thiên tinh vực sau khi kích hoạt tinh thần luân thao tác đơn giản cực kỳ diệp đình vân có thể dễ dàng khống chế sau khi giang thế bạch lên đường độ một tháng đã thuận lợi tiến vào tiên tôn trung kỳ này người rất cao hứng là vì tăng tu vi sao diệp đình vân nhìn giang thế bạch đúng vậy tiên tôn trung kỳ quả nhiên rất khác biệt giang thế bạch trong lòng phỏng đoán bắt cấp tinh vực khẳng định là cũng hỗn loạn không kém gì thất cấp tinh vực thực lực của hắn tăng lên một chút đến đó cũng sẽ tiện hơn một chút chỉ như vậy thôi sao theo như lời tử nguyệt nói ngao dạ thời điểm lên tiên tôn hẳn là sớm hơn chúng ta mấy năm giờ ta đã lên tiên tôn trung kỳ dĩ nhiên hắn cũng sẽ không kém đâu tại sao người cứ vẫn môn nghĩ nghĩ đến những thứ rối rắm như vậy diệp đình vân cười cười Tốc độ tu luyện không phải là quyết định tất cả Tốc độ, độ tu luyện nhanh tự nhiên là chuyện tốt Nhưng xét đến cùng thì cũng chỉ để dùng sống lâu Tu vi của ngao giả dạ cao một chút Đối với bọn họ mà nói cũng không phải là có gì xấu xa cả Nhưng mà à, dù sao thì hắn cũng có lòng tộc chống lưng đó Bối cảnh của mình không bằng người ta Nếu như tu vi lại không bằng người ta thì cũng thật mất mặt Diệp Đình Vân lắc đầu Ngươi đừng quá áp lực Ngươi hiện tại dù sao cũng là kẻ rất có tiền Giang Thứ Bạch gật đầu Long tộc tuy giàu có Nhưng hẳn là không có nhiều chân linh chi thủy Nếu như gặp được ngao dạ Hắn còn có thể lấy ra thứ này Để ra oai Có lẽ cũng không có mất mặt mũi Qua tin tức của tử nguyệt Có lẽ là ngao dạ Là dựa vào thực lực của bản thân nó Ngao dạ Tựa hồ ở long tộc giống như cái bánh ngọt vậy Đối phương vậy mà lại mang đại ca bỏ đi Cũng không biết là có gặp nguy hiểm gì hay không Lúc này Ở một nơi cũng rất xa Một nơi sương mù bao phủ Được gọi là thiên phong lĩnh Ngao dạ đang ngâm mình ở Trong một cái linh tuyển Lạc kỳ chống cằm ngồi ở bên cạnh thương huyền bí cảnh là chuẩn bị mở đó la kỳ nói ngao dạ gật gật đầu đại khái là như vậy chúng ta qua xem chứ không phải là ở trong bí cảnh có truyền thừa của tổ long sao nếu như có thể có được thứ đó thực lực của ngươi rất nhanh sẽ tiến vào tiên tôn hậu kỳ từ từ tu luyện cũng được mà hiện tại đến thương huyền bí cảnh chỉ sợ là sẽ bị đám lão quái vật kia bắt được đó lại phải về nghe bọn họ thuyết giáo tà nhức đầu la kỳ bất đắc dĩ Trưởng lão của Long tộc đối với ngươi cũng đâu có ác ý đâu Ngao dạ trợn mắt Ai nhưng mà phiền toái Không phải là những lão gia hỏa kia không có ác ý Trực tiếp đánh nhau một trận thì tốt rồi Lạc kỳ bất đắc dĩ Dường như là ngươi rất thích đánh nhau Ngao dạ trợn mắt Đánh không lại Nhưng cũng muốn thử Ngao dạ vẫy vẫy cây đuôi Đây là biện pháp tăng thực lực tốt nhất Chính là thực chiến Hắn rời khỏi Long tộc mấy năm nay vài lần đánh nhau với người ta, thực lực đã tăng lên không ít, đồ vật có giá trị cướp được cũng rất nhiều. Ai, vẫn là đi qua đi. Cho dù gặp được mấy lão trưởng lão kia, bọn họ có lẽ cũng không ngăn cản chúng ta vào bí cảnh đâu. Những trưởng lão long tộc chỉ sợ là sẽ vì ngao dạ chịu đi vào mà còn cao hứng. Ngao dạ động tâm. Gần đây có tin tức gì của đệ đệ người không? Lucky kêu lên một tiếng Kỳ thật Y vẫn cứ có chú ý quan tâm đến tin tức của Giang Thiếu Bạch Chỉ là Long Tộc thường thường là phong bế Giang Thiếu Bạch sau khi đến cổ Hùng Tộc Lạc Kỳ cũng rất thiếu tin tức về đối phương Ngao dạ nghiêng đầu Người không muốn đi tìm hắn sao Lạc Kỳ lắc đầu nói Thiếu Bạch có được chân linh chi thủy Có nhiều thế lực tìm hắn Với tinh tình của hắn hẳn là sẽ thay đổi thân phận Cho dù chúng ta đi tìm Cũng chưa chắc đã tìm được đệ đệ của ta chỉ hướng rộng lớn Ở hắc thạch vực có được đại cơ duyên Sẽ không có đầu rút cổ ở thất cấp tinh vực đâu Người không lo lắng sao Lạc Kỳ cười khổ thầm nghĩ Làm sao mà mình không có lo chứ Chỉ là có lo lắng thì cũng làm gì được Trên thực tế Tình cảnh của bọn họ không tốt Ngao giả thân lại mang long tổ huyết mạch Có rất nhiều tu sĩ cố kỵ Cường giả của long tộc không dám động thủ Nhưng vẫn có một số vị đại năng cũng không quan tâm sự uy hiếp của long tộc sau khi từ long tộc ra bọn họ đã mấy lần bị phục kích cũng may lực công kích của ngao dạ không tồi thực lực đều là cao thủ gặp được tên thực lực mạnh mẽ quá bọn họ thì bỏ chạy còn gặp bọn mà chung chung thì đánh một mẻ chết luôn sau này sẽ có cơ hội tương phùng cũng đúng kỳ thật vận khí của đệ đệ người luôn tốt người không cần quá lo đâu Có thể ở tiên vương cảnh Cần rất nhiều chân linh chi thủy Mà lại lấy được nhiều như vậy Quả nhiên là vận khí Danh tiếng của chân linh chi thủy quá lớn Đến cả tiên hoàng cũng cảm thấy hứng thú Muốn theo dõi chầm chầm bọn thiếu bạch Những người mà để tâm đến bọn giang thiếu bạch Có lẽ cũng không ít hơn người đang quan tâm đến ngao giả Ngao giả phùng mồm Năm đó sau khi phi thăng lên không lâu Đã phải bị đem về long tộc bồi dưỡng Tuy rằng có thời không võ hồn Tu luyện có chút phiền phức Thế nhưng tu vi của Ngao Dạ tăng lên rất nhanh Nguyên bản Ngao Dạ cho rằng Thực lực của hắn có thể Bỏ xa bọn Giang Thiếu Bạch Kết quả trước đó không lâu Nghe được tin tức Giang Thiếu Bạch cũng đã tiến dài lên tiên tôn Ngao Dạ cân nhắc Lần đến bí cảnh này Cơ duyên là vẫn phải có Nếu như hắn không tranh thủ Lần sau gặp Giang Thiếu Bạch Tu Vi không chừng đã bị người ta vượt qua mà dẫm lên cổ sau lưng của ngao dạ có long tộc nếu như tu vi mà còn kém hơn giang thứ bạch thì thật là xấu hổ ngượng ngùng chân linh chi thủy không biết có uống được không nữa ngao dạ tò mò lạc kỳ lắc đầu nghe nói chân linh chi thủy là linh vật khó có bất quá hương vị như thế nào thì cũng không thấy có ai nhắc đến cả chân linh chi thủy quý giá ở bên ngoài thường xuyên là chỉ mua bán được bằng tích người có được chân linh chi thủy cũng không có trực tiếp dùng, thường xuyên dùng để luyện đan, ủ rượu, có thể phát huy được đầy đủ dược liệu của chân linh chi thủy. Ta chưa từng nghe nói uống, nhưng phẩm chừng hương vị chắc chắn là cũng không ngon được bằng Hoàng Kim Ong chứ. Lạc kỳ bất đắc dĩ, làm sao có thể so như vậy. Năm đó lúc chia tay, Giang Thế Bạch đã tặng lạc kỳ không ít mật của Hoàng Kim Ong. Sau khi đến Long Tộc, lạc kỳ liền mượn dược viên của tiền bối Long Tộc, đem nuôi hoàng kim ong ở bên trong dược viên cấp bậc của linh thảo đều rất cao hoàng kim ong trưởng thành nhanh chóng cho ra mật của hoàng kim ong hương vị không tệ trưởng lão của long tộc đối với mật của hoàng kim ong cũng rất thích hoàng kim ong sản xuất mật ngoại trừ một phần nhỏ để lại dùng đều là để lạc kỳ biếu các trưởng lão của long tộc ngao dạ dầu dĩ chúng ta chạy ra đây hoàng kim ong cũng không mang theo thật là tiếc mà cho dù mang theo cũng vô dụng thôi lạc kỳ lắc đầu đáp hoàng kim ong nếu như muốn làm mật phải cần một hoàn cảnh rất thoải mái mấy năm qua bọn họ chạy trốn khắp nơi lo tìm cơ duyên cũng chẳng có thời gian gì mà rảnh rỗi cho dù mang được hoàng kim ong ra cũng không có nuôi tiện để lại long tộc vẫn tốt hơn mấy năm qua hoàng kim ong gần như đã sản xuất ra không ít mật phần nửa đều là tiện nghi cho mấy tên gia hỏa của Long tộc mà. Là kỳ hít sâu một hơi. Thời điểm Y ở Long tộc, mật của Hoàng Kim Ong, mấy tu sĩ Long tộc đều thèm muốn. Chỉ là đám lão gia hỏa này đều giữ sát thân phận không có trực tiếp đến đòi. Sau khi Y đi, những lão gia hỏa kia cũng không biết là phân phối mật ong như thế nào đây. Liệu có đánh nhau hay không? Không nói cái này nữa. Phong tộc phong thêm dực dường như đã bị giết chết sao <laughs> chết cũng tốt đáng mà phong tộc cũng là một tộc lớn lúc trước ngao dạ đã gặp một tên hoàng đánh không lại liền bỏ trốn bị phong thiêm rực đánh cho một gậy thiếu chút nữa là chết ngao dạ vẫn luôn nhớ cái thù này mấy lần nói chuyện với lạc kỳ sau này nhất định sẽ tìm về trả thù việc này đại khái chuyển đến tai của trưởng lão long tộc trưởng lão của long tộc lập tức đi tìm giết kẻ kia trưởng lão long tộc đối với ngươi là rất tốt. Ai? À, cho dù là không có vì ta thì cũng phải vì mặt mũi của long tộc chứ, mấy lão già hỏa đó là vì mặt mũi cái gì cũng làm đó. Lạc là Kỳ nghĩ có lẽ cũng đúng là như vậy. Chương 438: Khí linh. Giang Thế Bạch tiêu hao mười mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch, sau đó thành công tiến giai lên tiên tôn trung kỳ. Sau khi tiến giai vào trong kỳ, tốc độ tu luyện của hắn bắt đầu chậm lại. Vô luận là sử dụng nguyên thạch, hay là hắc tinh thạch, hay là đan dược, hay là chân linh chi thủy. Tốc độ tăng cấp đều rất chậm. Trong lúc nhất thời, các thủ luyện tu đoạn đều không có tác dụng nữa. Tuy rằng đã sớm đoán được tình huống này, Giang Thế Bạch vẫn có mất mát. Tinh thần Luân dựa theo con đường đã cố định không ngừng đi, cũng không cần phải theo dõi. Hai người Giang Diệp ở đó rất nhàn hạ, Nhàn rỗi đến nhàm chán, Giang Thế Bạch bỗng nhiên nhớ tới cây trường đao lúc trước hắn lấy ở hắc thạch vực. Bởi vì trường đao quá nặng, hắn đã thu vào trong nhẫn không gian, chớp mắt đã qua nhiều năm, Giang Thế Bạch cân nhắc, nếu như hắn đã tăng lên một tiểu giai vị, liền có thể xem xem nặng nhẹ ra sao. Giang Thế Bạch vừa lấy đao ra. Ở trên đao liền cảm giác một cỗ cảm xúc phẫn nộ vô cùng. Này mẹ nó chứ trường đao vừa bị lấy ra liền truyền đến từng trận chấn động ầm ầm phẫn nộ giang thế bạch bị sự phẫn nộ của khí linh truyền âm mà hoảng hốt nghe được âm thanh oán giận của khí linh giang thế bạch trong lòng hiện lên vài phần rùng rùng lại dám nhốt lão tử lâu như vậy một đám hôn trướng mà giang thế bạch thầm nghĩ cũng không thể trách ta được chứ lúc trước ta muốn vận dụng trường đao này, nó đã không phối hợp, nếu như đã không phối hợp thì chỉ có thể đem nhốt lại chứ sao. Đao này đã tốt, đã lợi hại, mà cố gắng sử dụng thì cũng không phải là tốt là lợi hại gì. Này, ngươi thả ta ra là muốn gì? Khí linh trong trường đao oán giận nói, Giang Thế Bạch chớp chớp mắt. Lúc trước, ta nói gì đã quên sao? Tên hôn trướng Ta là vũ khí tuyệt thế sắc bén Mà ngươi cũng có thể bỏ sao Ngươi thật to gan Ngươi có biết vì tranh đoạt ta Đã phát sinh biết bao nhiêu tràng huyết chiến Giang thưa Bạch nghĩ Cái này có ta quả thật là không rõ Vì tranh đoạt ngươi đã phát sinh nhiều cuộc chiến đẫm máu hay sao Đương nhiên Cái này đúng thật là không rõ lắm Thanh đao ở trên tay của hắn Bỗng nhiên nổi lên một con hư ảnh Một con cự thú màu đen Hẳn là khí linh biến ảo mà thành Giang Thế Bạch nhìn hư ảnh yêu thú Không nhịn được mà trợn mắt Còn mẹ nó chứ Cái đéo gì thế này Là con gấu tét đi sao Đa đa lúc này Nhìn thấy hư ảnh khí linh trồi lên Cũng kêu lên một tiếng Ý ra là, là con gấu tét đi đó Con cự thú kia trồi lên trông giống như là con chó nhưng nhìn thoáng qua một chút thì trông lại béo béo thoạt nhìn lông xù xù ở trên đầu có hai cái sừng nhỏ lại có vẻ đáng yêu lắm teddy là cái gì khí linh kia liếc mắt nhìn sang đa 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 vô tội không nói gì cả có chút chuột dạ giang thế bạch đáp uh, teddy là một loại hung thú từ thượng cổ rất đáng sợ đó là hung thú lợi hại sao giang thế bạch gật đầu là rất lợi hại đó hắn thầm nghĩ con gấu teddy đáng yêu của mr bean ai gặp cũng thích gặp hoa hoa nở chỉ cần ve vẩy cái đuôi một chút là người ta sẽ yêu thích không buông có rất nhiều con gấu teddy mới sinh ra là có thể suốt ngày ăn ngủ làm cho người ta vô cùng thích thú từ một góc độ mà nói Teddy sinh ra đã được người ta ưu ái Nếu như so với phượng tộc và long tộc thì sao Giang Thế Bạch cạn lời Teddy so với long tộc và phượng tộc Làm sao so được chứ à, à, So với long tộc phượng tộc thì à, Là ừ, <laughs> Là mị lực của Teddy Còn lớn hơn đó Không thể nào mà nói thẳng ra được Cho nên chỉ có thể mà nói chém gió từ góc độ mà nói Teddy này còn lợi hại hơn ngao dạ Diệp Đình Vân liếc mắt Nhìn Giang Thiếu Bạch Khóe miệng cong cong muốn cười Giang Thiếu Bạch trợn mắt Đây là ta hết cách đó Hắn thầm nghĩ Nó dối một chút cũng tốt Có những lời nói dối còn tốt hơn những lời nói thật Nghe được Giang Thiếu Bạch nói Yêu thú màu đen hài lòng gật đầu Đây còn chưa phải là hình thái cuối cùng của ta đâu Hình thái cuối cùng của ta thì càng thêm uy vũ đó Giang Thế Bạch nghĩ Không biết cái con thú nhồi bông này Sau khi trưởng thành bộ dáng sẽ ra sao chứ Phỏng chừng là uy vũ đến mức béo không chạy nổi Hay là liệu có giống như Pikachu Giang Thế Bạch nhìn trường đao màu đen lắc đầu thầm nghĩ Đao này rõ ràng nhìn rất lợi hại Thế nhưng khí linh này tại sao nhìn trông lại tấu hài như thế uhm, tù vi của ngươi quá, quá thấp Không xứng đáng để dùng ta đâu đi kêu căng ngạo mạn nói Giang Thế Bạch gật gật đầu Hắn vươn tay cầm lên trường đao Muốn ném vào trong nhẫn không gian Khí linh lập tức tức giận dãy rủa người, người muốn làm gì Lại muốn nhốt ta lại sao Giang Thế Bạch chớp mắt Người không phải nói là vì tu vi ta thấp Không xứng đáng để người dùng sao Vậy tự nhiên ta phải nhốt người lại Lúc nào tu vi đủ rồi tính Khí linh hận Rèn sắt không thành thép Mà nói Người, người không biết tranh thủ sao Giang Thế Bạch khẩn trương nhìn Tết đi Ta cảm thấy Là hái dưa xanh không có ngon đó Sự tình này tốt nhất Là người tình nguyện để cho thỏa đáng Nếu như tu vi của ta chưa đủ Vậy thì chờ đến khi tu vi đủ Ta mang người ra sử dụng sau Khí linh kích động Tu vi của ngươi hiện tại yếu như vậy Chờ đến lúc ngươi đủ tu vi Thì chờ đến bao giờ giang thiếu bạch nhìn khí linh thầm nghĩ còn mẹ nó chứ là một con gấu nhồi bông vậy mà còn yêu cầu cao như vậy ta đã là tiên tôn trung kỳ đó ai à, cái này các hạ nói tôi vi đủ là đến cảnh giới nào đây teddy liếc mắt nhìn giang thiếu bạch à một tuyệt thế thần binh như ta ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới tiên hoàng mới dùng được chứ Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Tiên Hoàng à, xác à, thật là ta đã còn xa không ít đâu. Muốn đạt đến cảnh giới đó, ta sẽ mất mấy ngàn năm đó. Ngươi là cái tên ngu xuẩn mà tiến dài Tiên Hoàng mà còn mất mấy ngàn năm. Khí linh nổi giận lôi đình, Giang Thế Bạch cạn lời. Con gấu tét đi đáng chết này. Mấy ngàn năm đó, búng tay cũng chỉ là trong chớp mắt mà đâu có dài đâu. Khí linh hận, rèn sắt không thành thép nhìn Giang Thế Bạch. Tiến dạy tiên hoàng cư nhiên là mất mấy ngàn năm Tư chất của người thật kém cỏi Mấy ngàn năm Nói một cách khiêm tốn thì ai Nếu như thuận lợi có lẽ chỉ mấy trăm năm là tiến dài Bất quá Tiêu phí mấy ngàn năm mà mới lên được tiên hoàng Hẳn cũng là nhanh lắm rồi Có rất nhiều tu sĩ từ tiên vương lên tiên tôn Còn phải mất mấy vạn năm Làm sao mà nghe khí linh này nói Lại đơn giản như thế chứ Vạn bối từ chất ngu dốt Là để cho tiền bối chê cười Khí linh trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch Tiền bối của nhà ngươi Là không có dạy dỗ người sao Nhà ta không có tiền bối đó Khí linh hổ nghi Ngươi không có tiền bối Làm sao lại không có tiền bối Không lẽ là bất tử tộc Đã tuyệt diệt Giang Thiếu Bạch nhíu mày Thầm nghĩ Hắc Thạch Phật, di tích quả nhiên là có liên quan đến Bất Tử Tộc. Ai à, ta chưa từng nghe nói qua về Bất Tử Tộc đó. Khí Linh có chút mơ hồ. Ngươi không nghe nói qua sao? Thật sự là ngươi chưa từng nghe nói qua sao? À, chưa từng nghe nói qua. Ta chỉ là nghe đồn Bất Tử Tộc đại khái là đã suy bại đó. Khí Linh nghe vậy thì khiếp sợ. Bất Tử Tộc suy bại? <laughs> Này Cái đám đó Là những kẻ điên cuồng không ai bì nổi Lại có đến một ngày suy bại sau Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng cảm thán của Ted đi Cảm thấy buồn cười Được rồi Vật đổi sao rời thương hải tăng điền Thế sự vô thường Người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có một ngày suy bại chứ Khí Linh gật đầu người nói cũng đúng Bất tử tộc suy bại Nhưng tại sao người không thương tâm Giang Thiếu Bạch cạn lời Hắn biết rất ít về bất tử tộc Đối với việc mình có phải là người của bất tử tộc hay không Cũng không xác định được còn Vậy thì thương tâm cái mẹ gì chứ Cái này là ta cũng mới nghe nói đến bất tử tộc thôi Ta cũng không biết là bản thân ta có phải là bất tử tộc không đó Khí Linh nhìn sang Bất tử tộc chỉ còn lại mình ngươi hẳn là đã suy bại Các hạ Làm sao xác định được ta là bất tử tộc Khí Linh liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch thì toàn thân trên dưới người đều lộ ra hơi thở của bất tử tộc, làm sao mà không xác định được chứ? Giang Thưa Bạch thầm nghĩ, hơi thở của bất tử tộc là cái hơi thở bà mẹ gì vậy? Là hơi thở, hơi thở của bất tử võ hồn hay sao? Này, thời điểm bất tử tộc toàn thịnh bộ dáng như thế nào vậy? Giang Thưa Bạch tò mò hỏi. Thời điểm toàn thịnh, bất tử tộc giết người khắp nơi. Chăm họ lầm than Bất tử tộc Lấy các sinh linh làm chất dinh dưỡng Để tăng cường thực lực bản thân Cái gì Giết người khắp nơi sao Khí linh gật gật đầu Đúng vậy Rất nhiều người của bất tử tộc Dựa vào giết người mà tiến dài Đã từng có hai vị tu sĩ tiên hoàng Cử hành thi đấu Hai người chọn một tinh vực Ai thắng sẽ giết sạch người của tinh vực kia Giang Thế Bạch cạn lời Đám bất tử tộc này Tựa hồ bị diệt tộc cũng không có gì là kỳ quái Khí Linh lại nói Tiền bối của ngươi sự tích vô cùng rực rỡ Tại sao ngươi lại biểu tình kém cỏi như vậy Giang Thế Bạch miễu môi Tàn sát kẻ yếu Mà gọi là rực rỡ hay sao Ai, Tiểu bối của bất tử tộc Tu luyện như thế nào vậy Khí Linh suy nghĩ rồi nói Bất tử tộc tuy rằng là một đám người điên Bất quá các lão giả của bất tử tộc đều rất bênh tộc mình tiểu bối từ chất xuất chúng sẽ bồi dưỡng trọng điểm giang thế bạch chớp mắt hắn vốn dĩ đối với sự diệt vong của bất tử tộc cũng không có bi thương nhưng tại sao nghe đến đây lại có chút xót xa này ngươi là khí linh của tiền bối bất tử tộc tại sao ngươi lại ở trong di tích đó teddy nghe vậy có chút khó chịu Đương nhiên là một lão quái vật Của bất tử tộc trước khi chết Đã phong ấn ta lại đây Trước khi chết Chủ nhân của ngươi trước đây Chẳng phải là rất lợi hại sao Sao lại chết Khẩu khí của gia hỏa này lớn như vậy Chủ nhân trước đây của hắn hẳn là một tiên hoàng Tu sĩ tiên hoàng Thọ nguyên dường như là vĩnh cửu Teddy gật đầu nói Đúng vậy Cường hãn hơn nữa thì cũng phải chết thôi là bị người ta báo thù sao Cũng đúng mà cũng không đúng Gia dạ hỏa kia tu luyện cấm thuật Bị tàu hỏa nhập ma Thời điểm công pháp phản phệ Bị người ta ám toán Tàu hỏa nhập ma Teddy gật đầu Tu sĩ của bất tử tộc Có rất nhiều người bị tàu hỏa nhập ma Cho nên bất tử tộc bị người ta gọi là à, Điên cuồng nhất tộc Diệp Đình Vân mấp máy môi âm thầm lo lắng giang thế bạch dựa vào hấp thu từ khí tiến dai cũng thường xuyên lâm vào trạng thái điên cuồng cũng ăn khớp với đặc thù của bất tử tộc à, Ai... di tích ở bên trong đó còn gì không làm gì có cái gì thật là nhàm chán may mắn ta tiến vào không lâu liền ngủ đi mấy trăm năm gần đây mới tỉnh lại Vậy ngươi cùng chủ nhân trước đây tình cảm rất tốt chứ Thôi đi Đừng nói đến tên điên khùng đó Cả ngày chỉ biết giết người thôi Teddy biểu môi chán ghét Giang Thứ Bạch thầm nghĩ Teddy và chủ nhân quan hệ không tốt sao Bình khí đã có ý thức tự chủ Hẳn là có thể phản phệ lại chủ nhân Nhưng nếu như chủ nhân Thực lực cường hãn Sẽ có thể áp chế Khí linh để cho mình sử dụng Teddy liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch có chút kỳ quái Người cũng là người của bất tử tộc Nhưng bất quả người lại không giống. Là sao? Người của bất tử tộc Đều có máu huyết giống như kẻ điên Ngươi thoạt nhìn Ê, Dường như là kẻ đỡ hơn một chút đó Ta sẽ coi lời này là một lời khích lệ chứ Giang Thứ Bạch nhìn Teddy Người theo tiền bối của bất tử tộc nhiều năm như vậy Có biết công pháp của bất tử tộc tu luyện hay không? Nói cho ta một chút ừ, Vì sao ta phải nói cho ngươi? À Không cho dùng Công pháp cũng không cho Vậy ngươi nói xem ngươi còn có lợi ích gì nào Giang Thứ Bạch nói Teddy dậm chân nhìn Giang Thứ Bạch nghiến răng Ngươi Ngươi đó Ngươi lại dám ghét bỏ ta Cái tiền khốn kiếp này Giang Thứ Bạch bị tiếng kêu của khí linh làm cho giật mình. À, ta ghét bỏ người đó. Người còn không thể ghét bỏ sao? Teddy khó tin nhìn răng thiếu bạch. Bộ dáng của đối phương trông lại rất đáng yêu. Teddy chừng mắt nhìn răng thiếu bạch như đang dọa. Nhưng răng thiếu bạch lại càng trông thấy nó đáng yêu hơn nữa. Thậm chí còn muốn xoa đầu nó mấy cái. Trong lòng của răng thiếu bạch có loại cảm giác khí linh này thật sự. Có lẽ đã bị phong ấn quá lâu, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Hoặc là đầu óc cũng không còn bình thường Ta ta là tuyệt thế thần binh đó À Ngươi chỉ được coi là một tuyệt thế thần binh Đã phế Là phế vật Là sắt vụn Ngươi Ngươi là đồ nói bậy Ta là tuyệt thế thần binh mà Ta là tuyệt thế thần binh nữa Ngươi đó Ngươi có mắt không thấy Thái Sơn Ngươi là tuyệt thế thần binh Còn ta là tuyệt thế thiên tài Về sau không cẩn thận Ta sẽ trở thành tiên đế đó Tiền tiền đế Thật sự là người làm ta cười chết mất Ta mới thật sự là tuyệt thế thần binh vô địch vũ trụ Là vô địch ngân hà À còn ta Ta là Mr. Bean đó Cái gì Cái gì mà đóng bỉ Là Mr. Bean Là một kẻ rất vĩ đại Là một kẻ vô địch vũ trụ Là một kẻ khống chế cả Teddy đó Ngươi hai người giang thiếu bạch một người một chó trợn mắt mà mắng nhau trông giống như là hai đứa trẻ con vậy teddy cãi nhau với giang thiếu bạch một phen không chiếm được tiện nghi gì chỉ sợ bị phong ấn vào trong không gian giới chỉ rốt cục hắn mê lui một bước lão quỷ trước kia vẫn luyện một môn công pháp ta cho người nghiên cứu một chút hey, hey, hey. người nếu như không lĩnh ngộ được thì tự trách bản thân mình ngu rốt đi giang thứ bạch cảm thấy teddy tựa hồ như muốn hố mình công pháp gì bỏ ra đây xem teddy đem công pháp ngưng tụ thành một khí đoàn sau đó chuyển tới giang thứ bạch lập tức há miệng hút một cái chính là tớ hấp thu công pháp mà teddy truyền qua thần hồn à ngoan lắm teddy hết trường 438 hết tập 87 xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại